Hello, à chưa. Ok rồi, chào các bạn. Okay, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog cuộc sống ở châu Phi. Đó, ngày hôm nay thì anh em mình có nhờ tất cả anh em trong team đến đây để tập trung đi gặt lúa các bạn ạ. Cả thì phải có cả anh đi chứ. À ừ đây. Đúng. Mình ok chào các bạn nhá. Mình công tác dân vận các bạn đang nấu ăn hậu cần. Hôm nay là anh Nhân với anh Đồng là phụ trách công tác hậu cần. Đó, hai anh sẽ ở trên này để nấu ăn cho anh em bữa ăn gọi là bữa cơm cày cơm cấy đấy. Đó, đây là cơm gặt. Cơm gặt lúa. Đấy. Hôm nay là chăm sự là nhờ hai anh. Đấy, là riêng về cái vấn đề no bụng là nhờ hai anh. Đó. Thì có cái gì cho tặng cho bọn anh. Ok luôn đây. Còn hôm nay là đưa anh em vào đây để cho anh em trải nghiệm đi cắt lúa của người Việt Nam mình, nhưng mà không phải ở Việt Nam mà ở châu Phi các bạn. Cho ôn lại kỷ niệm tuổi thơ. Đúng rồi. Ví dụ như anh Đông, anh Hùng nó biết rồi, chứ Quang Linh thì chưa cắt lúa bao giờ. Hôm nay là đi tập. Hôm nay là cho Quang Linh đi tập cắt lúa. Xuống đi. Các anh dậy. Đi. Ừ, chúng ta đi rồi. Ta đi thôi. Mình cũng cắt lúa bao giờ các bạn ạ. Dạ anh có đi không? Anh em đi. 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 Cánh cơm đi. Bây giờ anh cầm luôn. Anh Đông thì đã. Là anh xuống. Anh em để ý nha, để ý tay chân nha. Điểm sắc lắm ấy nha. Bây giờ là chân tay là răng là lạnh lạnh này. Điểm sắc lắm ấy nên là phải cắt cẩn thận. Rồi. Mang mang gánh đi chứ. Ăn chocolate đâu? Mama. Ăn chocolate đâu? Ăn chocolate cái gì ấy? Hôm nay là nhờ anh em đến đây để đi cắt lúa các bạn ạ. Đưa tất cả mọi người đến. Nó để test, test cái niềm ấy xem nào. Ừ, nhà người chưa toàn đi cắt cổ bò này. À thế à? Đây. Vẫn còn nhớ. Đây vẫn nhớ mà. Đừng mua này bán ơi, bán giữ tôi cái đi. Hả? Này, 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 đi, đi, đi kiếm, đi kiếm cái lá nhỏ nhồi. Thuốc đấy. Nhà là có cái lá gì anh? Nhọn lồi. Hôi ấy. Đây. Cỏ hôi ấy. Nhiều. Ờ, cỏ hôi là ấy đây. Nhà, trong đắp vào tay đó. Úi giời, đoàn đi này, đông vui này. Cả đoàn này. Đoàn này. Hôm nay là do là cắt thì cũng tạm thời là cắt ít thôi chứ không cắt đại trà. Đó. Đây này làm nhỏ quá. Nó buổi chiều nay tăng cắt lên. Chưa có giờ nhau. Ơi. Ấy giờ. Sắc mà cắt ngọt lắm. Thôi. Mình rơi cầm chắc vào những cái này rơi này. Rơi này. Từ từ thôi, không cắt phải tẩy nha. Đây. Đấy. Anh em chia cho vị chủ đéo nhá. Đấy phải đi lượng lúa như này này. Bó nhỏ thế này thì mới lên mới đập được. Chứ to quá không đập được. Các chị em tập trung đây. Ôi, chia đổi sang bên kia đây. 5 bên kia. Không hiểu à. Không hiểu à. Đấy nó có sao? Có tay ra. Anh ơi. Chia anh Đông đi lượm thì có biết lượm không? Hả? Đấy. Ai lượm được? Anh muốn ăn bay em rồi. Thầy cái đồ có giả vai gì? Tao tên mày đúng em này. Thôi dạy anh em mọi người cắt. Đó. Cho Quang Linh đi hướng dẫn mama cắt lúa đi. Ok. Thấy nó sẵn để lại anh Đông. Hả? Cắt hết. Không cắt hết, cắt hết anh em. Cắt hết luôn à? Cắt hết luôn. Về, về. Về, ô cô tả đi bố, cô tả đi hòa. Ê, bê gà y. Tạm bố. Chị. Không, lên này. Linh ơi. Bảo mấy mama lên trên này này. Bravo. Em emo. Rất là bầy. Tốt lắm. Rất là bầy. Tại cái cốt ra. Nó là tông của ta, quý đao đủ màu nè. Thế thì... Thôi làm phần tông của xe cốt tay. Thơ mày như núa Việt Nam mình luôn. Mama, você vai aí lá em cima ajudar outro estender lona. Ô mi vai, amarei. Mamãe, amarei.
Đúng rồi. Anh Quý ơi, đừng cắt thành một đống một, anh để một lượm một thôi. Anh để một lượm một thôi. Lượm một á? Chứ to này cho đến lúc chia mệt lắm, chia lâu lắm. Con ta. Cứ Việt Nam luôn thầy. Việt Nam luôn. Thơm ơi. Rồi, tầm đấy đẹp đấy. Bản quyền đấy nhá. Chúng ta làm một năm trời rồi, không chụp được vào đấy chụp. Vâng. Đây, về đây, cắm bên đây. Quay. Đây, cái này đi. Ghê. Trên núi luôn đấy, gần núi. Anh ơi, chia mấy anh em đi lượm ngay. Hả? Cho mấy anh em đi lượm lúa thôi. Để anh đi lượm nhá. Đây. Đấy, anh em cắt cho tôi đi lượm nhá. Đi lượm lúa, cột lại đi. Đi lượm cột như nào ấy? Đây. Lấy mấy ít thôi, vừa. Lấy mấy ít này, vừa tay thôi. Đây như này. Chứ sao rơi lở tở hết rồi. Chứ làm không làm đâu. Bị bảo anh bảo ấy lên lấy cho mà. Rồi, cắt đi. Ôi. Để thế này rối lắm, khó lượm lắm. Khả năng anh em cắt để món bó nhỏ một thôi. Cắt là hai liềm cắt hai nắm tay một bó thôi, đừng để thành từng đống như kia, như kiểu cắt máy phụt thế này không lượm được đâu. Nhỏ một thôi. Ôi, lá tàu màn tàu. Cô tàu môn thì bị kè nói xin nào để xa môn thì xin, để bôi DVD mua tù đi phí xin. Chị ta cài yêu quê là kì. Cũng được cho dễ. Wow. Thật là vi diệu. Ơi. Rất là bre ba gà. Đẹp hết. Này mới học nghề. À bên nào lên à? Bên này mới gặp. Bên này cắt xong. À. Năm anh em đi. Không, đề nghị mấy anh em cắt xong rồi quay lại đi lượm nhá. Không, cắt là cắt mọi người đường đi. Đây, anh thấy không? Đây, họ rang thôi. Cắt đi. Người nào đi bỏ thì đến, người nào đi. Không nhám thì khỏi xây lúa chứ. Đâu, không nhám là xây lúa thôi. Xa xa thôi, 50 phân một cây thôi. Dễ quá. Dễ quá. Đây là năm đầu tiên mọi người chưa biết, đây là chưa kinh nghiệm, sang năm thì đỡ hơn. Bạn nào bên kia? Sao bên kia? Đấy, mới đầu lượm lúa là như này, xong rồi đập thế này cho nó bằng này. Đúng quy trình này. Như vậy. Bán được ổ anh.
hai tiếng nữa đâu, hai tiếng hô nó mới chín cả. Nó lại ăn dép rồi. Anh ngưng được ấy rồi. Cái gì ấy? Con đi đây, chạy đi ba con ơi, chạy đi ba con ơi. Tính nó đến rồi, chạy đi ba con ơi, chạy đi. Đưa chắc chạy ơi. Hả? Hả? Ồ, hồ ca đang phụ đúng rồi. Hồ ca đang phụ đúng rồi. Mang người này dưới rồi không? Mày có thể đưa rồi. Mày mặt ảo ngắn tay này. Chỉ vài dài cái đếm luôn. Thật lắm ấy. Này. Tên bán đã để sai để vào gà. Cái tu đủ nấu tên mai là aroi aki. Nó vẫn thơm mùi núa. Thời điểm nóng lạnh, rất lạnh. Đây, à xì ghê ghê. Đi ra xì nè lù. Nóng đi. Đi ra xì nè lù. Đi quay gì? Cái anh nói. Tí. Xì ghê ghê. Ôi, tí ra xì nè lù. Đặt dụng hết. Nhưng mà dụng hơi nhiều đi. Chán quá. Hả? Liên quá. Thật đấy. Ông Linh đi bộ gần ảnh không? Có. Nóng rồi. Ui nóng ạ. Nóng rồi, bức tư này. Trời đóng mồ hôi toát đấy. Rồi, giờ lại đây quay gần gần. Thấy không? Ủa đem đây, đem đây. Anh cứ cắt đi. Đem rồi, đem đi. Ôm lũa đi mới đèo đó. Thôi, phải dưới đây là đình. Ừ. Ừ, để đâu vậy? Không phải đi chứ, thả xuống nó rụng đấy. Biết rồi. Không được kéo vậy. Để bỏ cái. Đấy, sau phải có cái bưng lúa đấy. Thôi. Ăn à. Rụng nhiều quá. Trụng ba hết ruộng này, sợ như này. Ăn thua thì mâu, ăn thua thì thấm vào đâu rồi. Cái như này nó bị... Có. Có ạ. Thế nó bắt buộc nó phải thế chứ. Bắt buộc phải thế, không có giữ được. Có mình còn rụng, vàng là rụng. Nú nó mau hạt nó vậy. Vâng. 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 Cắm
Đây, đây đi bây giờ đi đi gánh nhá. Để ông lại khôn này. Để như này không gãy à? Làm cầu gãy làm sao được. Bắt đầu ấy nhá. Đặt đấy đi gánh cầu đôi mama về. Đôi mama, tớ đến mama về. Mở đã thôi. Ừ, chuyên nghiệp về bộ chuyên nghiệp về. Ba đời làm lúa mà chưa hỏi. Đấy, vô cái đắng ha. Không trời ơi. Đây. Cho một cái nhân sáu để cho mình cảnh đâu tiên. Đấy. Đây. 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 Nhưng phải mấy bộ anh ấy. Ừ. Ui hai ba bộ đi. À, khả năng cái này không phải bộ anh Khanh ạ. Đây. Để em xếp vào. Nó rụng thế. Rụng có rụng nhiều mà. Cái này mùi nó lắm. Ai lượn đây? Dạ. Chưa mò phải quay đâu. Chưa mà cốc ra để nói chứ. Nói không như mình quay lấy kể tí là gánh. Thôi em quay đi, quay cái đó đi, quay cho phải được. Thôi tan tan thôi, dừng lại để di chuyển lúa lên trên kia để đập đã. Không cứ bỏ bỏ đây được. Không sẵn. Cái này sao gánh được không? Lặng đây. Lúa lặng đúng không ạ? Lặng đi. Ừ. Nặng không không? Đùa. Cái gì mặt nhăn thế? Cho xe ra đây. Đây. Để anh lấy thêm cái này. Đây. Nặng đấy. Đừng lấy chỗ kia nó đông ấy. Nặng đấy. Đoàn gánh này chỉ là một phát phải lên đến bờ luôn. Không được dừng lại đâu nhá. Khoan từ từ. Để thôi. Nhiều. Để thôi rồi. Từ từ thôi. Mà. Quang trùng quá. Không phải cái này. Cái này không phải. Cái kia. Đấy, lấy con này. Ôi, cái nhiên quý làm cái gì thì gánh hơn. Sao phê à? Đúng rồi. Đưa ban đưa đây tôi. Hả? Đưa lên đây tôi gánh, đưa lên ván. Ok. Chào, chúng ta thấy có bỏ ấy, hai bỏ à? Ờ, đấy cơ. Mày em lắm. Xin làm đi. Đi anh em quay đầu rồi. Làm qua, làm thôi. Nhẹ nhàng rất là rung đấy. Nặng lắm đấy. Ui, nhẹ nhàng thôi. Đó, gánh cho khỏe chứ. Cái lưng chóc khỏe dưới đi mà. Ờ, cái này nặng lắm. Muốn đi đâu đi, muốn lo gì. Cái này nhiều khi một được khổ lên. Cái này nặng, nặng. Cái này nhiều khi được khổ lên. Cái này nặng, cái này nặng. Ôi cô ca. Lấy này. Cô ca đi chọc kiểu này. Cô chọc tôi. Cảm ơn bọn nhiều quá. Đúng vậy. Đưa chúng nào, đi được không? Này không ấn dép. Lý vị lịch bỏ đống, đi được. Hả? Rồi bay thôi. Ôi nặng lắm, lên được mâu. Sao không lên được? Bỏ vận ra nhưng nặng mất rồi. Bỏ chắc không một thứ. Cái này cái đoạn gánh hơi dài, đổi cho đoạn gánh kia kìa. Không lên được. Anh đưa em đoạn gánh kia kìa. Nặng lắm. Trời gái mà nắng. Gánh này giờ. Nhưng mà anh chưa đến mà. Đó. Có đi được không? Đi được chứ, sao không đi được. Hơi dài, hơi dài đi. Một đoàn đi lên, ba bốn người đi lên nữa. Khoan. Cho mấy mama gánh đi. Mama không gánh đâu, mama gánh đau vai đổ ngang đường rụng hết. Mình đi là chặt. Đi. Đi nhanh anh ấy đau vai lắm. Nặng lắm. Rồi. Con đợi con rơi đâu. Ờ gánh này hay này. Mình tham qua gánh nhiều. Đúng ra lại nhẹ nhẹ thôi. Ơ, hay không ạ? Gánh. Gánh này nhẹ này. Anh Quý đi nhanh với. Đông lưu chạy đi. Chạy đi. Gánh này hay.
gánh này ăn giáp đấy. Mấy cân đi lên đó tầm 7 cân nữa thôi. Vai bị chấn thương các bạn ạ, nên là cầm vô tay đã rưỡi. Ơi. Để gặp đi, con này còn đi. Để một đau đi. Hey. Hey. Okay. Anh. Hey. Wow. Để anh thử gánh nó. Hả? Cho anh thử nó. Đấy. Anh chưa rửa tay đâu. Cho anh thử gánh. Nắm đẹp không chưa? May quá trời nắng. Ngày mai là xay gạo ăn luôn. Tốt. Đấy, đi được không? Đang bị tốt. Đang kiếm nhá. Đang bị tốt. Không. Đi anh em ăn cô lại. Đi anh em ăn cô lại. Đi anh em ăn cô lại. Lôi, đê xe, đê xe. Đi anh em ăn cô lại. Đây là sợ tôi góc. Nắng đẹp không? Để đi đạp đá này. Đạp đá được rồi. Lấy công việc cháu. Quay chi đấy. Ôi, chú ít nhỉ, vẫn chưa nhỉ. Bạn nhân tết nhỉ. Kiếm giá ơi nha, kiếm giá đi cảnh đấy. Của hôi ơi nha, núi Như Hiếu đi cảnh đấy. Cái tích kia là kìa. Nhưng khoảng mấy chục năm nữa không cảnh ấy. Đầu vai. Đây, mấy chục năm à. Đây. Đi 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 đi. Cái núi này chính là cái gì? Để đánh nấu đập. Cái này nhẹ, cái này dụng mà. Cái này nó để thế này đập được đấy. Mày rung rung cái này rung rung. Đập đấy. Nhưng mà vật xót đấy. Thì đập này thì nó phải xót rồi. Xót rồi, nhưng luộc này cả đó. Thì nó dài ra đây đập kỹ hay này. Tí nữa đập. Nắm cái đường không? Cái đường thắng, cái đường lên đúng không? Đó. Có đường thắng, cái đường lên. Người đại đấy. Ôi, muỗm này này, con muỗm này. Đó. Đây. Đó. Đây này. Ôi, bắt nướng này. Con này, con muỗm. Con này con muỗm. Ai ơi. Con này con muỗm mà, con này da ngăn ngon cực luôn. Con này nướng đặc sản đấy. Con này. Con này con muỗm bạn à, ở ngoài Bắc quê, trong quê là con châu chấu. Châu nhưng ở ngoài Bắc gọi con muỗm. Ừ. Con này bắt trong là sóc tống này. Sắt dắt vào cái này này. Đi đi anh à. Chắc có nhá, anh xuống anh dành với. Đấy. Đấy. Chưa về nướng. Nhiều lắm. Ngày xưa đi xuống ngành mẹ đi cấy này hay có con muỗm này nó bắt. Bây giờ phải tham gia với anh. Nó phải cam em muốn na nu kệ. Nó đi casa để tay ăn đi rồi tụ. Sẽ ra tên nó luôn à. Vai rapidu. Một giây thôi. Đây đây. Con đã phải gọi là gì đây đây. Đi đi. Cái to nó mới cho cũng sủng bạt. Tuyệt xấu. Núi năm này nó màu lắm các bạn ạ. Anh phải cắm, anh phải cắm. Dụng nhiều lắm. Không, này nói chung là lúa nó dụng nhiều năm đầu tiên. Nhưng mà cái giống này ok thì chờ phải thiết kế sang năm lại phải tiến hành cắt kiểu khác chứ. Nhưng năm nay nó rụng hơi nhiều các bạn ạ. Rụng vàng hết đất luôn. Rồi đi. Pascal, ba đi. Đi. Rồi. Đó, đi. Đi thẳng một phát lên tên kia luôn nhá. Đúng rồi. À. Đây, ăn cơm thịt. Con được không? Con nhiều anh ạ, nhưng mà tự không để thuộc gánh. Con nhiều đang bó. Ui, chưa. Chạm nhẹ cái là nó rụng vàng luôn. Đây gặt mấy đồ để mà. Hơi nhanh tay lên mọi người ơi. Đấy. Ơi.
ventana. Ya, bebé, man, antes, doy un rol. Mana, no, no, vos no cota. Le va a ese. Da, 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 es. Đây, 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 đây. Này, có xếp bây giờ. Đây là vua mà ra. Đây là vua mà ra. Đây kìa. Đấy, bây giờ. Anh em nhà tay ha. Rồi giờ lúa nó rụng nhiều quá bạn ạ, anh em mình phải trực tiếp đi lượm thôi. Các mama bây giờ chỉ có đứng để cầm lúa cho bạn thôi. Đây kìa. Chắc là anh em mình cắt một khuôn này nữa. Một khuôn này nữa là nghỉ. Là ba khuôn rồi. Tại vì thời tiết là mình nghĩ là sắp mưa rồi. Kìa cơn mưa kìa, đen xì kìa. Sắp mưa rồi nên là nếu mà cắt hết tất cả đây thì không có chỗ nào phơi cả. Không làm kịp. Không làm kịp đâu. Đấy. Cái này là quá đẳng cấp rồi. Giờ đi gặt chỉ có cách buổi sáng. Lấy gặt như thế. Mai nắng lên làm tiếp. Chưa là mưa đấy. Chiều mưa nên là không với cả là cắt xong còn phải đập nữa, không có chỗ phơi. Bé này để ta xông pha. Ôi opa, sấm này nguy hiểm lắm. Lính quân á, lính bộ á. Nhanh. Người ông mà cuốn như thế thì nó rất hết. Mấy cụ đánh nó ăn nhưng mà thầy giờ này hào hứng quá. Vui quá chai chung. Vui quá mày chai chung. Mày chỉ được gần lúa. Mày chỉ được gần lúa. Mày chỉ ngay bám rồi. Mày chỉ được gần lúa đó. Ai cụ. No. Linh ơi, nó phải có hết rồi. Nó bay lên người ta, ô không thể lần. Hai ba cái ôm lên đến đặt con lên để thôi. Các con nó xoay thế nên nó rung thế nữa. Ôm hết à? Ôm lên đi, ôm lên đâu bạn, bạn bỏ em ạ. Đây mà nằm bên kia. Nhẹ nhàng tí hơi. Ruộng này nó bùn đất quá nên là không trải bạt trực tiếp xuống đây để đập được. Chuyển lên trên kia. Cái đó là hai ngang ăn tiêu để sống với á. Em ăn tiêu. Này kia. Đây để ăn tay luôn. Giang cân. Ở giảm đấy. Bảo quý đỉnh. Đây, Pascual. Đây đây. Quá đỉnh luôn. Quá đẳng cấp luôn. Mua sáu này anh hơi bị nhiều việc rồi. Đúng không? Mua sau rồi bác là phải. Đây. Mà tài số mà. Nhớ tôi khỏe lên được lý này. Đó, tài xế như lón. Bác đi về. Anh mở đi. Anh đi rất khỏe hay. Năm sáu tài số. Cảm ơn nhé. Dạ. Quá đẹp. Pega. Rồi, pega đi vào ga. Ui. Anh đi. À, lên tay luôn đấy. Chuyển lên tay luôn, đừng đẻng đất nữa nó rụng. Đừng đẻng đất nữa nhá. Đừng đẻng đất nhá, chuyển lên tay luôn nhá. Ê, bà khoa, nó để sang mai kì nụ sao. Cô ta anh trẻ gà chưa? Bạn nó cài hữu. Cô ta anh trẻ gà. Mama? Cái rùm bà mẹ kì. Ta kì. Nhà mẹ mẹ bị kì. Không để giới hạn nào đâu. Mấy chục nhìn để giới nhau cả. Không biết về đấy.
Đây anh đưa hết đây, đưa hết đây. Đây, ra đi được. Giờ mà má cho nó đi vận chuyển không? Ra vận chuyển đây. Đây màn này. Còn màn nó dùng cái nào nó dùng. Đây. Đây vào gặp. Hôm nay kéo mấy ra mà tắm hôi rồi. Chút tắm hôi nhanh á. Tắm hôi chưa? Tắm hôi ok đấy nha. Rồi cô ta đấy như này đỡ dụng này này. Sai lầm từ nãy giờ cái đẻng đất. Cái này mua sáu này kiểm bịt búa ốc ven thả lý ạ. Hả? Kiểm bịt búa ốc ven thả được này. Đây là cái mà tàn luôn đấy. Cua mà nếu mà lúc nhỏ ấy, cua cắp dụng hết. Mới cấy tắm cũng mới chết. Mới cấy nó cuối rồi. Mama bên kia, bên. Chẳng can. Anh Quý ơi, thôi được rồi, anh để em gắn nốt đoạn này. Anh lên trên kia anh bó cho em cái, bỏ cả anh Thanh nữa. Anh Thanh đâu nhỉ? Anh Thanh đâu rồi? Anh Thanh ơi, xuống bó lúa cái. Anh bó thành bó to nha, để sóc lên luôn. Cái yêu này, áp ăn nhỉ? Chưa. Tấn thật đấy anh đâu ạ? Ở đây có năng được tấn thật đấy. Được đấy. Thi thoảng có con thôi anh ạ. Thi thoảng có con thôi bởi vì là lấy chơi trước phun thuốc cũng nhiều mà. Đỡ. Cái này nắng nữa cơ nhỉ, nắng bắt đầu mới mùi ấy. Mùi dơ, mùi thóc. Là anh đập em đi thóc. Đập cái đá này. Nó dập là lạ đá đấy. À, buổi sáng nó mưa, với cả là bây giờ cơn mưa kia cũng đang, mọi người biết nhìn nó đen kịt kia. Thế nên là anh em mình tạm thời là mới cắt được 1, 2, 3 ô này thôi. Thế giờ sẽ di chuyển hết lúa lên trên, sau đó thì sẽ tiến hành đi đập. Bởi vì là cũng do là điều kiện thời tiết nữa bạn ạ. Cắt từ từ từng tí một thôi chứ không cắt một lần hết luôn được. Đó, phía bên kia là cắt đến đâu là chuyển, mọi người chuyển lúa lên trên kia để sau này sẽ bó thành từng bó to này. Đó, sau đó chuyển lên trên bạt ở trên kia được. Do là cái ruộng này nó bùn đất quá các bạn ạ. Ví dụ mọi người đi ôm lúa xong bây giờ bạt ấy, bùn đất ở chân nó dính ra bạt nên không đập lúa trực tiếp ở ruộng được. Đập lúa đây xong rồi bùn đất nó dính vào thóc này, xong đến lúc về phơi với cả là đi xay sát nó rất là nhiều sạn. Rồi. Chờ mấy anh em này mang cái này vào đây ra. Chỗ cái này 5 tống lứt. Từ từ đã, đây, còn thóc đây. Lên lên bà con ơi. Phu xà. Vừa rồi. Các bạn ơi nhìn nè. Đèn thân. Đây này mưa chảy hết về đây rồi. Tấp lại đó. Tháng sau là đập sau. Anh Quý ơi. Chạy nhanh lên mưa. Con đây. Mama, vay ra mới đu. Mưa rồi, trời đời toàn rồi, đèn thật. Wow. Tắt điện thoại đi anh em ơi. Mama, ra đi đu. Anh em ai điện thoại tắt chế độ máy bay đi hết nha. Tao thấy rồi. Buộc. Mấy đứa là lấy cái cục đá cái kia chứ buộc ấy à? Bao. Đây là lấy cái mấy gốc cây. Đồ bà. Đồ bà. Ui, thằng cái không luôn em không ý. Thôi một cái vừa đồ, một cái thoải mái. Giờ nó máy nó lùng đi nó. Không. Rồi đồ vào đây. Em xin lấy vào ra đèn thử, mete ra đèn thử. Thế bôi vào một tí ra kì. Lúa đấy. Nguyên thóc đây chỗ đấy được 50 cân này.
Mưa đen thế. Anh em tắt hết điện thoại đi nhá. Miguel. Anh đâu ơi, chạy chạy anh đâu ơi. Mete dentro. Dentro. Victor, ven aquí, trae aquí. Rồi. Bye. Rồi. Đúng rồi. Lấy cái kia đéo đây luôn. Cháy rồi cái kia. Gầm khổ. Em có máy sao? Rồi thế này là tạm ổn rồi. Đây, đây xe anh Kelena. Rồi. Ok. Rồi, đẹp rồi. Khổ đi cắt lúa ngày đầu tiên đấy các bạn ạ. Mà cơn mưa. Cứ mưa dọa suốt từ sáng đến giờ. Đó. Phía này là phía này như mọi người nhìn thấy là ở chỗ ngoài nhà anh em mình là bắt đầu mưa rồi. Đó, và ở đây bắt đầu cơn mưa cũng à bắt đầu có hạt mưa đến rồi. Đen anh quý ạ. Khoan phải lần lụt chứ không phải mưa đến. Anh em mình đến thật. Ngay gật đuối mưa này. Ui, sớm xét kinh lắm, đi về trong này đi.